Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 22 tháng 7. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau điểm qua những cập nhật về tình hình lực lượng cũng như công tác chuyển nhượng của các đội bóng trên toàn châu Âu. Phiên chợ hè đã trôi qua được nửa chặng đường, cũng đồng nghĩa rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để tất cả các đội bóng sớm chốt cho mình những bản hợp đồng chuyển nhượng và tiến vào các trận đấu giao hữu tiền mùa giải. Hãy cùng xem bản tin hôm nay có gì nóng bỏng nhé! Một trong những thông tin đáng chú ý nhất của buổi chiều hôm nay chính là những cáo buộc liên quan đến dàn xếp kết quả trận đấu của Samuel Eto'o. Bayern Munich đang bày tỏ ý định gia nhập cuộc đua chiêu mộ Fabinho ở những phút chót và bên cạnh đó là cả việc một cuộc derby đã nổ ra trên bàn đàm phán giữa hai đội bóng thuộc vùng Bắc London. Bây giờ thì hãy cùng chúng tôi khởi động bản tin tổng kết ngày với một loạt tin vắn sau đây. David Silva đã đóng một vai trò cực kỳ quan trọng cho đội bóng chủ quản Real Sociedad trong mùa giải vừa qua. Anh chính là nhân tố chủ chốt giúp cho La Real thành công đoạt được tấm vé tham dự Champions League mùa giải 2023-2024. Thế nhưng tin dữ đã đến với Real Sociedad trong một buổi tập mới nhất cùng đội bóng, lão tướng 38 tuổi đã gặp một chấn thương nghiêm trọng. Các bác sĩ của đội chẩn đoán anh đã dính chấn thương dây chằng chéo trước. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa biết được rõ mức độ chấn thương của cựu thủ Man City. Song chấn thương dây chằng là không hề nhẹ và David Silva có khả năng sẽ phải nghỉ hết mùa giải năm sau dù nó còn chưa bắt đầu. Theo Football España, tờ báo uy tín của Tây Ban Nha, cựu tiền đạo của Barcelona Samuel Eto'o vừa mới dính vào một cáo buộc liên quan đến dàn xếp tỷ số ở các trận đấu thuộc giải quốc gia. Cụ thể, trong một cuộc trò chuyện với Valentin Quen, chủ tịch của câu lạc bộ Victoria United, Samuel Eto'o đã đảm bảo với ông rằng đội bóng của ông sẽ thăng hạng thành công lên giải hạng nhất Cameroon. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cho bạn 3 điểm và rồi đình chỉ trọng tài, nhưng ít nhất hãy chờ đến khi tôi quay lại Cameroon. Tôi sẽ đến đó vào ngày 3, vậy nên hãy gặp nhau tại văn phòng trong ngày 4. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ loại bỏ vị trọng tài này. Sẽ thuận tiện hơn nếu chúng ta trao đổi về vấn đề này một cách trực tiếp. Cho đến nay, cựu tuyển thủ người Cameroon vẫn chưa phản hồi bất cứ điều gì về cáo buộc nói trên. Mặc dù vừa mới tiêu tốn gần 100 triệu bảng cho Mason Mount và Andre Onana, song tham vọng nâng cấp đội hình của Man United vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đó, đội chủ sân Old Trafford đang là đội quyết tâm nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Sofian Amrabat. Mới đây, Gazzetta dello Sport đã tiết lộ rằng Manchester United đang trong quá trình đàm phán cá nhân với tiền vệ người Maroc. Theo dự kiến, thỏa thuận sơ bộ giữa hai bên sẽ hoàn tất chậm nhất vào thứ hai và sau đó một lời đề nghị chính thức sẽ được gửi đến Fiorentina. Trong những ngày qua, Nico Gonzalez được xem là ưu tiên hàng đầu trên thị trường chuyển nhượng của Porto. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Bồ Đào Nha khẳng định rằng Porto cũng bày tỏ sự quan tâm đối với Julian Araujo, tân binh vừa cập bến Spotify Camp Nou. Ở trường hợp của Julian, một đề nghị hỏi mượn đang được phía Porto cân nhắc, bởi chiều ngược lại, huấn luyện viên Xavi cũng muốn đưa cậu trò của mình đi tu nghiệp nhằm thích nghi với môi trường bóng đá ở châu Âu. Câu khẩu lệnh quen thuộc của Fabrizio Romano đã được phát lên đối với thương vụ Alex Telles. Theo đó, tất cả các thỏa thuận về mức phí 4 triệu bảng kèm phụ phí đã được thông qua. Đồng thời, một bản hợp đồng có sẵn chữ ký cũng đã được Anas gửi đến Manchester United. Theo kế hoạch, Telles sẽ đáp chuyến bay đến Bồ Đào Nha, nơi Anas đang hội quân vào ngày hôm nay và thực hiện buổi kiểm tra y tế ngay tại đây. Với việc Harry Kane vẫn kiên quyết từ chối gia hạn, Tottenham Hotspur hiểu rằng đã đến lúc họ cần tìm cho mình một nhân tố có thể khỏa lấp khoảng trống của thủ quân Tam Sư trong tương lai. Từ báo cáo của Daily Mail, cái tên đang nhận được nhiều sự quan tâm nhất bên phía gà trống lúc này là Arthur Cabral, tiền đạo đang thuộc biên chế của Fiorentina. Arthur được đánh giá là mẫu tiền đạo cường tráng, cơ động và đặc biệt nhạy bén. Ngoài ra, anh cũng sở hữu khả năng không chiến cũng như dứt điểm bằng hai chân một cách ấn tượng. Vậy nên đây được ấn định là một phương án lý tưởng trong trường hợp chia tay Harry Kane trong thời gian tới. The Hammer dự kiến sẽ bắt đầu cuộc mua sắm rầm rộ của mình trong tuần tới nhờ vào số tiền thu lại được từ thương vụ Declan Rice và Joseph Nesyri, là một trong những cái tên đang nằm trong tầm ngắm của David Moyes. Trước đó, vào năm 2021, Nesyri được liên kết để chuyển đến London Stadium, song cuối cùng thương vụ đã đổ vỡ bởi West Ham không thể đáp ứng được yêu cầu mà Sevilla đã đặt ra. Tuy nhiên, thuyền trưởng người Scotland đang bày tỏ mong muốn tái kích hoạt lại thương vụ nói trên với mức giá khởi điểm là 25 triệu bảng. Từ khi trở lại Tottenham sau hai mùa giải được gửi đi cho mượn tại Villarreal, tương lai của Giovanni Lo Celso vẫn đang trong trạng thái bất định. Dù vậy, theo các nguồn tin thân cận thì đang có đến 4 đội bóng đang ra sức sở hữu sự phục vụ của tiền vệ người Argentina, bao gồm Barcelona, Real Madrid, Aston Villa và Napoli. Mặc dù là một trong nhân tố chủ chốt của Brighton dưới triều đại huấn luyện viên Graham Potter, nhưng kể từ khi huấn luyện viên Roberto De Zerbi tiếp quản chiếc ghế nóng, sự nghiệp của Sanchez bỗng chốc rẽ sang một chiều hướng khác.
Theo nhiều nguồn tin nội bộ tương tự như Leandro Trossard, thái độ bất mãn với nhà cầm quân người Italia chính là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ rạn nứt của cả hai, và sau đó Jason Steel là người được chọn để trở thành người gác đền số 1 trong khung gỗ. The Athletic trước đó tiết lộ rằng thủ thành người Tây Ban Nha đã bày tỏ rằng anh không muốn ở lại để trở thành phương án dự phòng cho Steel, đồng nghĩa chặng hành trình của anh tại Amex Stadium cũng dần đi đến hồi kết. Mới đây, Football 365 tuyên bố chim mỏng biển đã bật đèn xanh để anh rời đi ngay trong mùa hè này, với Chelsea là một trong những bến đỗ tiềm năng. Về phần The Blue, mặc dù chưa có thông tin gì về đánh giá của Mauricio Pochettino về Kepa, nhưng với việc Eduard Mendy đã rời đi trước đó, thì một thủ môn mới được mang về nhằm tăng yếu tố cạnh tranh là điều dễ hiểu. Nhà đương kim vô địch Bundesliga được cho là đang nỗ lực tìm kiếm một tiền vệ phòng ngự chất lượng. Hồi đầu hè thậm chí từng có thông tin cho rằng Bayern Munich cũng là một trong những bên đã khát khao sở hữu sự phục vụ của Declan Rice. Tuy nhiên sau đó tiền vệ sinh năm 99 đã từ chối vì mong muốn ở lại Anh thi đấu. Do đó sự chú ý đang được đổ dồn vào một cái tên khác cũng đã khẳng định đẳng cấp của mình tại xứ sở sương mù trong suốt thời gian qua là Fabinho. Theo nhà báo Florian Plettenberg, đội bóng huấn luyện viên Thomas Tuchel đang dõi theo từng nhất cử nhất động về tình hình của Fabinho tại Anfield. Mặc dù một thương vụ trị giá 40 triệu bảng trong việc chuyển đến Saudi Pro League đang được thảo luận, nhưng theo Plettenberg, hôm sáng vẫn đang ấp ủ hy vọng nhảy vào cuộc đua bất cứ lúc nào. Với việc Pierre-Emile Højbjerg đang được liên hệ để chuyển đến Atlético Madrid, Tottenham đã đưa Douglas Luiz vào danh sách mua sắm như là một sự thay thế tiềm năng. Tuy nhiên, việc đưa tiền vệ người Brazil đến với Tottenham Hotspur Stadium đang được xem là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Một mặt Aston Villa khẳng định rằng Douglas Luiz là một trong những tài sản quan trọng của họ, do đó Tottenham sẽ phải bỏ ra số tiền không nhỏ để đổi lấy cái gật đầu từ The Villian. Mặt khác, trong trường hợp huấn luyện viên Unai Emery chấp nhận để Luiz ra đi, thì một đội bóng khác ở Bắc London cũng đang sẵn sàng nhập cuộc, đó là Arsenal. Mặc dù đã bỏ ra hơn 200 triệu bảng trong mùa hè năm nay bằng việc kích nổ ba thương vụ Kai Havertz, Declan Rice và Julian Timber, song huấn luyện viên Mikel Arteta khẳng định rằng mùa hè của họ vẫn chưa kết thúc, vậy nên Douglas Luiz hoàn toàn có thể là cái tên tiếp theo được mang về. Sau khi thương vụ Romelu Lukaku đổ vỡ, Inter Milan vẫn không từ bỏ nỗ lực nâng cấp hàng tấn công bằng một trung phong đẳng cấp. Theo các báo cáo, Florin Balogun được cho là ứng cử viên hàng đầu của Nerazzurri trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, mức giá 50 triệu bảng mà Arsenal đặt ra được xem là một rào cản lớn, đặc biệt là trong giữa thời điểm mà tình hình tài chính của các câu lạc bộ đang gặp không ít khó khăn. Do đó, Inter Milan đã bắt đầu chuyển sự quan tâm dành cho Gianluca Scamacca, cầu thủ vừa chuyển đến West Ham vào mùa hè năm ngoái. Tuyển thủ người Ý đang gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với cuộc sống mới tại London và sẵn sàng trở lại Serie A ngay trong hè này. Về phần West Ham, không có gì nghi ngờ về việc họ sẵn sàng để Scamacca rời đi nếu nhận được một lời đề nghị hấp dẫn, qua đó gây thêm quỹ chuyển nhượng cho các mục tiêu hàng đầu như Japahinha, James Ward-Prowse, Conor Gallagher hay Denis Zakaria. Những lời đồn đoán về việc Thomas Partey sẽ kết thúc chặng hành trình của mình tại Emirates hè này đã rầm rộ trên khắp các mặt báo trong khoảng thời gian gần đây. Việc Mikel Arteta đã chốt được bộ khung hàng tiền vệ bao gồm Kai Havertz, Declan Rice và Martin Odegaard càng khiến điều này gần như trở nên chắc chắn. Tuy nhiên, trong buổi họp báo mới đây, huấn luyện viên Mikel Arteta đã chính thức lên tiếng để đánh tan mọi sự nghi hoặc nói trên. Tôi dự đoán rằng Thomas Partey sẽ ở lại đây. Mỗi khi tôi trò chuyện hay thảo luận với cậu ấy đều thể hiện rằng mình sẵn sàng ở lại. Ngoài ra, ông cũng đồng thời khẳng định rằng ngôi sao người Ghana vẫn là một phần trong kế hoạch xây dựng đội bóng của mình. Tất nhiên rồi, không có nghi ngờ gì về điều đó cả. Thomas là một cầu thủ đặc biệt quan trọng của tôi. Tôi muốn cậu ấy vẫn là một phần của cả đội. Bỏ qua những lùm xùm về tương lai của Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain vẫn đang cho thấy sự năng nổ trên thị trường chuyển nhượng hè này, qua đó cho thấy họ đang khẩn trương để xây dựng một triều đại mới dưới bàn tay của tân huấn luyện viên Luis Enrique. Theo báo cáo từ Foot Mercato, Le Parisien đã gửi đến Sevilla một lời đề nghị trị giá 12 triệu bảng kèm phụ phí để đổi lấy sự phục vụ của thủ thành người Maroc Yacine Bounou. Dù Bounou vẫn là lựa chọn hàng đầu trong khung gỗ của đội bóng xứ Andalusia, nhưng việc đang phải gồng mình để giải quyết tình hình tài chính phức tạp, Sevilla được cho là sẽ sẵn sàng để anh rời đi. Thậm chí nguồn tin này còn khẳng định rằng Paris Saint-Germain cam kết với Bounou rằng nếu thể hiện tốt, anh hoàn toàn có khả năng chiếm lấy vị trí số 1 của Gianluigi Donnarumma, bởi từ đầu chủ nhân của danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2020 vốn không được lòng Luis Enrique. Ngay từ những ngày đầu tiên của phiên chợ hè 2023, Chelsea đã bày tỏ khát khao sở hữu Moises Caicedo và ấn định rằng anh sẽ là mảnh ghép tối tân để huấn luyện viên Mauricio Pochettino hoàn thiện bộ khung cho tuyến giữa của The Blue.
Tuy nhiên, mức giá lên đến 100 triệu bảng mà chim bồng biển yêu cầu đã cản trở thương vụ này được diễn ra, dù Chelsea vẫn chưa từ bỏ hy vọng của mình. Nhưng thương vụ chiêu mộ tuyển thủ người Ecuador đang ngày càng trở nên xa vời đối với họ, đặc biệt là sau những chia sẻ mới đây của huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Tôi sẽ không trình bày gì về vụ việc này cả. Tôi chỉ biết là ở thời điểm hiện tại, tôi không hề nhận được bất cứ thông tin gì về việc Caicedo sẽ rời đi vào ngày mai hay thậm chí là tuần tới. Cowell sẽ được đính kèm trong lời đề nghị tới. Thật ra thì tôi muốn có cả Cowell và Caicedo. Như vậy là chúng ta đã đi qua hết phần bản tin buổi chiều. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh của bình luận viên Anh Quân. Chúc các bạn có một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.